thấy chưa? Các bác thấy em thử cho trực tiếp tay nhá, rút từng cái ra và bây giờ thử từng chiếc một cho các bác xem này. Một cặp loa này, tiếng bát các bác thấy nó phê chưa? Và tép thì miễn phải bàn, rất là sạch và nhuyễn, nó chi tiết. Đây các bác này, này. Khủng khiếp chưa? Đấy nhá. Vâng, mở hàng buổi sáng ngày hôm nay, cặp loa này về thị trấn Thanh Sơn, Phú Thọ. Đấy. Đây các bác cùng xem này. Sản phẩm hàng nguyên thùng xốp, với số lượng thì còn rất là ít. Hàng xịn của Nhật, sản xuất tại Chila các bác nhá. Đây này, các bác thấy chưa? Đấy, tiếng ba tiếng tép của nó thì quên sầu luôn. Kiểu dáng thì không phải suy nghĩ rồi. Nó là mướt mượt mượt rồi. Và với video này em sẽ chia sẻ thêm với các bác. Trong gia đình các bác diện tích khoảng 25 đến 40 mét vuông một cặp loa này đã cực phê. Em thử với diện tích đây vài trăm mét đấy mà nghe tất cả khu vực ngoài kia anh em làm nghe thấy nó khủng khiếp, tiếng cực đã. Em thử bằng một chiếc đẩy, một chiếc vàng thôi. Đấy. Tiện em cứ cắm một chiếc đẩy, chiếc vàng đấy nhá. Cặp loa này sẽ chuyển cho buổi sáng này, chuyển theo Nhật xe nguyên thùng xốp. Đây, xốp em bóc đấy, nguyên hộp nhá. Và tiện đây em chia sẻ luôn về cái sản phẩm dây sử dụng loa. Các bác thấy tại sao em vẫn sử dụng cái dây bằng vàng này? Đây, nó là dây điện loại đầu xịn nhá, không nhất thiết phải to lắm đâu. Và với những cái dây các bác kết nối tầm 10 mét đổ lại dùng dây điện vẫn rất là ok, giá thành nó rẻ. Đấy. Còn đây là sản phẩm dây loa này. Em nói luôn với các bác nhá, đây là sản phẩm dây loa này. Và dây loa này đúng là rất là mềm. Mềm là cái nhựa là mềm. Đấy, như đây là dây rởm nhá, dây rởm. Đấy, người ta bán thì đương nhiên nó phải đắt gấp đôi dây điện. Nhưng chất lượng về độ bền và chất lượng của sản phẩm thì nó không bằng một phần tư cái dây điện này đâu. Đấy, nó là dây nhôm các bạn, trồng này thôi. Đấy, dây nhôm, nó dùng chỉ được 6 tháng, 1 năm nó tự nó mục. Đó, nhiều bác bảo tại sao loa nó không kêu là tại này. Đấy. Đây là cái sản phẩm em gọi nó có là mẫu cho các bác thôi. Nhiều bác cũng dây trong trong hoặc dây trắng như sữa ấy. Đấy cũng là dây rởm nhá các bác nhá. Đấy, đây có hai mẫu nhá. Đều là rởm nhá. Cái này thì em đấu vớ đấu vẩn thôi. Đây là xịn này. Nhập khẩu. Dây này thì đảm bảo bác mấy chục năm nó kiểu như dây điện. Và nói với các bác nhé, dây loa thì nó không phải dây chống nhiễu đâu. Không phải dây chống nhiễu đâu các bác nhé. Đó, chỉ có dây micro ấy, thì nó là dây chống nhiễu. Dây loa nó không cần phải chống nhiễu. Đấy, dây tín hiệu từ âm ly, từ đẩy ra thì công suất ra không phải chống nhiễu. Mà chống nhiễu chẳng giải quyết gì. Vâng. Và đây em tiếp chia sẻ những cái dây trông rất là chuyên nghiệp. Đây, trông dây này thì sướng hơn. Đây cũng là dây nõi đồng xịn này. Dây này của Trung Quốc nhá, to lắm, đây to hơn đấy, dây bãi nhá. Đấy, dây này đây, nó vỏ này chống đứt chống nhiễu, gần như làm hình thức thôi, cái này không giải quyết gì đâu. Đấy, nó không phải là chống nhiễu đâu các bạn, làm thể hiện thôi. Còn đây dây bãi đây, làm gì có chống nhiễu các bác. Đấy, à đây nó cũng có cái bọc đây, đây đúng rồi, nó có cái bọc đây, nhưng mà xin thưa với các bác, đây này, bạc trong. Đấy, nhưng mà nói với các bác không quan trọng đâu, nó là chống nhiễu nhưng mà không nói là chống nhiễu, nhưng cái này mà hàn dây mic rú ẩm lên đấy. Đấy các bác nhá, nó không phải là chống nhiễu cho dây mic đâu, không dùng được cho mic nhá, nhưng dùng cho loa. Ở đây gọi là dây loa hàng bãi. Và dây này của nó này các bác này, cầm nó cứng hơn. Tại sao? Tại vì cái này nó là mạ bạc này, và đồng xịn nhá. Đồng nó, cái sợi đồng nó rất là to, đỏ au. Đấy, bạc thì tiếp xúc thì cực tốt. Thế này thì dùng cho những gọi là những bác nào tinh tế gọi thích high-end ấy, nghe high-end hoặc là kể cả những loa full cao kê này hay nghe nhạc các thứ ấy, thì cái này nó là VIP nhất rồi. Và với cái dây xịn như này thì số lượng không có nhiều đâu. Em bán là 90.000 một mét cái loại dây to này. Đấy.
Dây này thì các bác dùng vào súc kép 2 bát 50, rồi thì loa bát 20 từ loa bâu trở đi. Nếu mà dùng dây này thì nó đẳng cấp thật. Đấy. Khẳng định hàng trăm năm nhá các bác nhá. Đây còn dây Trung Quốc, dây này cũng gấu rồi. Nhưng không thể so sánh được dây bãi nhá. Dây bãi thì nó gọi là quá lì đòn này. Các bác nhá, quá lì và quá khủng khiếp luôn. Đấy, đây là dây Trung Quốc, dây loa chuyên dụng bây giờ. Sự kiện hay gia đình hay tất cả trên thị trường chỉ bán đến dây này là cao cấp nhất là 30.000 một mét, còn có loại rẻ hơn là 20.000 một mét, rồi 25.000 một mét. Đấy, còn loại này trông này thôi đơn giản nhưng 25.000 một mét các bác nhá. Đấy. Còn những dây này thì chỉ dây này mang tính chất gọi là bán gọi là mang tính chất gọi là như nào nhỉ? Thương mại hóa thôi. Đã bán đâu đó khoảng 8 đến 10.000 các bạn. Nhưng mà với cái mức 8 đến 10.000 cái dây dởm này thì đừng mua các bạn. Các bác mua dây kìa. Đấy. Không nhất thiết đâu các bác nhá. Em chia sẻ thì bác nào thích hoành tráng, thích cầu kỳ mà thích đẳng cấp thì chơi những dòng dây chuyên nghiệp này. Đấy. Chuyên nghiệp này. Hoặc dây đây là dây xịn này. Đấy. Nhưng trông nó rất bình thường thôi, siêu bền luôn. Đấy, đấy là dây loa, còn VIP nhất thì chơi do lại này. Và số lượng dây bãi thì em ít, không có nhiều đâu. Chỉ lấy được tầm độ 200 mét thôi, nhưng mà nó cứ 10 20 mét một quận. Đấy, bác thích bao nhiêu thì em cắt. Còn cái sản phẩm dây Trung Quốc kia thì bán rất là nhiều, em cũng rất nhiều và phổ thông. Vâng, hoặc là dây này. Đấy, dây loa này. Em lướt qua để các bác nhé và báo giá rõ ràng với cặp loa 13.500 triệu tại cửa hàng. Vâng, cảm ơn bác khách ở Thanh Thủy Phú Thọ thị trấn, đúng không? Bác đã đặt hàng và em sẽ chuyển hàng trả bác trong ngày hôm nay. Rồi sẽ đóng và trả hàng các bác nhá. Video hơi dài dòng nhưng mà rất là ý nghĩa, chia sẻ với các bác tuyệt hay luôn. Đấy. Đây em rút rồi, rút mất. Liệu bữa ăn hàng ngày đã đủ dinh dưỡng để bảo vệ khối cơ từ 40 đến 80 tuổi, cơ thể có thể mất đến? Hơn một chút, tầm 60.000, 30.000 một mét bãi các bác nhá. Đấy. Và các bác có nhu cầu hãy liên hệ với em theo những số máy này. Cảm ơn các bác rất nhiều.